Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình review những chuyến khảo sát cùng công ty cổ phần kiến trúc Kisado. Tôi là Quân, phụ trách bộ phận thi công của công ty. Thì hôm nay chúng tôi có chuyến hành quân thứ hai trong ngày đến với gia đình của chị Trinh để về đây khảo sát cho chị một cái ngôi nhà vườn Thái Thái. Thì anh chị có chia sẻ là anh chị đang sống và sinh hoạt làm việc lao động ở bên Đài Loan và rất thường xuyên theo dõi kênh Kisado của chúng tôi. Và bây giờ mong muốn công ty về đây khảo sát tư vấn cho gia đình anh một cái ngôi nhà vườn mái Thái với diện tích khoảng 170m2. Thì bây giờ mời các bạn hãy cùng chúng tôi về với Thanh Thủy, Phú Thọ để xem cái cách chúng tôi ứng dụng những cái công nghệ mới nhất vào trong cái quá trình khảo sát để làm sao tạo cho gia chủ một cái ngôi nhà thật là ưng ý các bạn nhé. Mời các bạn cùng chúng tôi. Chào em, tôi đang có mặt ở khuôn đất của nhà chị Trinh, anh Dự. Thì đây tôi xin giới thiệu qua khuôn đất hiện trạng ở phía dưới các bạn nhé. Thì khuôn đất hiện trạng phía dưới đây tôi sẽ quay qua các bạn một vòng từ phía dưới, còn từ flycam trên cao thì các bạn sẽ nhìn thấy rõ cái khuôn đất của gia đình chị. Ok, thì bây giờ điểm giới hạn khuôn đất là tại cái vị trí này các bạn nhé. Tại vị trí cây cọ đang bị chặt đây các bạn này, hất xuống toàn bộ phía dưới kia, chạy sang cái bờ tường lan can gạch đỏ bên kia. Và bên này là từ đây mép này chạy giật xung quanh thế này nhé các bạn nhé. Thì gia đình chị dự kiến xây dựng một cái ngôi nhà vườn với diện tích khoảng 170m2 là cả toàn bộ mái phủ xuống các bạn nhé. Thì đây hiện tại thì cao độ của mặt đất hiện trạng phía này đang là thế là dựa đỉnh đồi, đang cao hơn so với cái phần đất phía dưới đấy các bạn này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy rõ. Đây là cái đường trượt xuống nhé. Ok, đây cái mép bờ rào, tận bờ rào bên kia đấy. Đấy. Thì chị dự kiến sẽ giật cái sân này cao hơn cái mép đường này tầm khoảng 1m2. Và từ đường từ mép sân lên sẽ là 5 bậc. Thế bây giờ hướng nhà thì sẽ có hai hướng. Cơ bản thì bộ phận phong thủy sẽ tư vấn cho anh chị để anh chị thấy rõ được cái hướng của nhà cho phù hợp các bạn nhé. Còn phía trên này này là hướng của nhà bố mẹ. Đấy, hướng cũ của nhà bố mẹ đây. Đấy, tôi quay lại một lần nữa, đây là hướng của nhà bố mẹ, gia đình, nhà anh chị. Đây là cái mảnh đất dự kiến. Ok, về hướng cấp điện thì sẽ là hướng này các bạn nhé. Đây, cột điện đây. Cấp nước thì sẽ là hướng phía trước này. Đấy, thoát nước thì sẽ ra thoát nước ra hướng này để có hệ thống thoát nước dọc đường đây. Ok. Đây là góc view phía dưới các bạn nhé. Thì dự kiến từ cái mép đường này lên mép sân là khoảng 1m2. Còn lại là từ mép sân lên mép nhà là 75 phân nữa. Đấy, ngôi nhà dự kiến sẽ ở góc này này. Đấy, góc này này. Thì để không ảnh hưởng đến góc nhà này các bạn nhé. Ok. Chào anh em, sau đây tôi xin review lại quá trình khảo sát hiện trạng của nhà anh Dự, chị Trinh ở Thanh Thủy, Phú Thọ. Anh chị dự kiến xây dựng một cái ngôi nhà vườn với diện tích khoảng 150m2 nhé, trong lòng nhé, với tổng mức đầu tư khoảng 750 triệu đồng. Ok, thì sau khi bay flycam lên cao tôi xác định được khuôn đất như sau các bạn này. Thì ở đây là toàn bộ khuôn đất, quanh đây là toàn bộ khuôn đất của bố mẹ anh này. Thì bây giờ sẽ chia cho anh cái vị trí khuôn đất này. Thì ở đây anh sẽ tiến hành xây dựng nhà trong cái vùng đất màu đỏ là vùng đất của anh các bạn nhé. Thì vùng đất, mảnh đất này thì đang có độ dốc so với hiện tại mặt đường này. Đây là mặt đường đường bê tông. Đây là khuôn đất của gia đình dự kiến của anh. Thì anh sẽ dự kiến xây dựng một cái ngôi nhà vườn ở trên vị trí này. Thì bây giờ có các yếu tố như sau. Cấp nước là từ vị trí này các bạn này. Cấp điện là từ vị trí này, cột điện đây. Thoát nước thì thoát ra hệ thống thoát nước ở dọc đường đây. Thì hiện tại thì ở đây thì anh đang thuê cái máy đào đây để căn nhà mặt bằng. Thì nghĩa là cái mặt bằng ở đây là mặt bằng sân ấy sẽ cao hơn mặt đường bê tông khoảng 1,2m. Còn từ mặt sân lên đến cốt nền thì sẽ là 5 bậc hoặc là 75 phân các bạn nhé. Thì các bạn quy hoạch giúp anh chị vị trí nào đặt nhà để cho nó hợp lý nhất từ cái video flycam trên cao cũng như là video hiện trạng. Thì hiện tại tôi đang đặt theo ý kiến chủ quan của tôi tại vị trí này các bạn nhé. Nhưng mà dự kiến cái ngôi nhà vườn của anh chị ấy
thì sẽ có một cái hành lang quanh nhà thì dao động tầm 3 đến 4 mét để trồng cây là thứ nhất. Thứ hai nữa là sẽ có hai sảnh, thì bây giờ sẽ ví dụ có thể là một sảnh ở vị trí này và một sảnh ở vị trí này các bạn nhé. Đây nghĩa là hai sảnh hai vị trí đấy. Thì cái việc đặt vị trí nhà và hướng quay như thế nào để cho hợp lý nhất với cái hướng của phong thủy bố mẹ, thì bây giờ tôi đã đo được hướng của ngôi nhà bố mẹ của anh là 66 độ đông bắc. Thì các bạn bộ phận phong thủy phải tư vấn trợ giúp cho anh chị xem thử là nên cái ngôi nhà của anh nên đặt hướng nào cho nó đẹp về mặt phong thủy cũng như về mặt kiến trúc ở đây, và cái sảnh chính và sảnh phụ phải đi như thế nào, và ngoài ra còn có cái hướng cổng ở đâu nữa để không ảnh hưởng nhé các bạn nhé. Nhà cũ của bố mẹ sẽ đi theo cổng vòng tròn đây này, còn ví dụ như ở đây thì phong thủy như thế nào thì bộ phận phong thủy cũng tư vấn giúp anh chị là cái vị trí cổng đặt ở chỗ nào để nó hợp phong thủy và kiến trúc nhất các bạn nhé. Khi các bạn nhìn trên cái mặt bằng thì sẽ thấy rõ là đây cái mình ngôi nhà đang ở trên gọi là phần sườn đồi, thì xuống đây trượt xuống đây thì các bạn phải tư vấn cho đầu tiên là hướng chính, tiếp đến là sảnh chính sảnh phụ, tiếp đến là cổng bộ phận phong thủy nhé. Ok, còn đây đất nguyên thổ nên phương án tiết kiệm cho tối đa cho gia đình, bởi vì công năng cũng khá rộng và tiền cũng hạn hẹp, nên bộ phận thiết kế làm sao tối ưu cái móng cho gia đình, bởi vì đất đây là đất đất đỏ các bạn nhé. Ok, còn gia đình anh có mẫu nhà yêu thích rồi thì tôi sẽ chuyển lại cho các bạn trong cái file này luôn các bạn nhé.